Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau mở ra lời Chúa. Ở trong Roma đoạn 8, câu 1 và câu 2. Roma đoạn 8, câu 1 và câu 2. Rồi, xin Thánh cùng nhau đọc. Xin bắt đầu. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Một lần nữa anh chị em. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì luật pháp Thánh Linh sự sống buông tha tôi khỏi luật của sự tội và sự chết. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn chị em mở thêm phần Kinh Thánh nữa ở trong Giăng đoạn 8, câu 1 đến câu 11. Giăng đoạn 8, câu 1 đến câu 11. Đức Chúa Giêsu lên núi Olive, nhưng đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ, cả dân sự đều đến cùng Ngài. Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bây giờ các thầy thông giáo và người Pha-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Vả trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy, còn thầy thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Đức Chúa Giêsu ở lại một mình với người đàn bà vẫn đang đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giêsu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà. Bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi đừng phạm tội nữa. Hai phần Kinh Thánh này hỗ trợ cho nhau, và chủ đề tôi sẽ với bà chị em buổi sáng hôm nay đó là tự do thật trong Đức Chúa Giêsu. Trong sách Roma chương 8 câu 1 thì cho chúng ta biết: Cho nên hiện nay, cái từ hiện nay có nghĩa là ngay bây giờ, ngay cái thời điểm, thì không còn có sự đoán phạt hay là định tội nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Khi cái câu này được Phaolô gửi cho hội thánh Roma thì không phải tự nhiên mà Phaolô gửi cái thư này. Bởi vì trong hội thánh dân Giu-đa ở tại La Mã, họ vẫn tin Chúa, nhưng mà sự tin Chúa của họ đó là họ nói rằng tin Chúa nhưng mà phải chịu cắt bì và phải làm theo luật pháp của Môi-se thì mới được cứu. Và trong Roma đoạn 7, sứ đồ Phaolô ông đã có thốt lên một cái câu ở trong đoạn 7 câu 24. Chúng ta cùng xem cái câu này. Roma đoạn 7 câu 24: Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết đây? Sáng nay chúng ta có nghe về Thánh Linh của Chúa sẽ làm cho sống lại những cái chi thể hay là những cái phần ở trong thân thể hay chết của chúng ta. Thì ở đây Phaolô nói gì? Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Câu 25 phần A: Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus là Chúa chúng ta. Từ đoạn 5, đoạn 6 và đoạn 7, Phaolô đã luận rằng luật pháp đã chỉ cho chúng ta biết tội lỗi, và con người không thể bằng cái sự nỗ lực của mình để có thể trở nên người công chính. Và Phaolô tuyên bố rằng là gì? Không có một người nào công bình hết, giấu một người cũng không. Mà kể cả sứ đồ Phaolô là người gì? Ông là người công bình tuyệt đối theo luật pháp. Ở trong sách Philip chương 3 ghi lại về phương diện về luật pháp thì ông nói rằng ông là người công bình không chỗ trách được. Nhưng mà khi Phaolô gặp Chúa Giêsu
Thì Phaolô nói sao? Tôi coi tất cả mọi sự lời đó như là sự lỗ để sự nhận biết Đấng Christ là quý nhất trong cuộc đời của tôi. Và Phaolô là người đã từ bỏ cái việc công bình theo luật pháp để tiếp nhận công bình trọn vẹn bởi huyết của Chúa Giêsu cho chính cuộc đời của ông. Rất là nhiều người ngày hôm nay chúng ta đang trộn lẫn luật pháp và ân điển để chúng ta nói rằng sự cứu rỗi là phải nhờ luật pháp chứ không phải nhờ ân điển. Phaolô tuyên bố vả nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, không phải do việc làm, hầu cho không một ai khoe mình. Như vậy tôi và chị em được cứu là nhờ ân điển bởi đức tin hay là được cứu là do nhờ làm theo luật pháp ạ? Nhờ ân điển bởi đức tin. Vậy thì nếu nhờ ân điển bởi đức tin thì công trạng của chúng ta nếu có ở trong Chúa Giêsu là phần thưởng mà Chúa sẽ cho thông qua những việc làm theo luật pháp, chứ không phải nhờ việc làm theo luật pháp mà chúng ta được cứu rỗi. Vì cớ hội thánh ở tại Roma họ đang có một cái sự tranh chiến giữa cái việc là vừa làm theo luật pháp nhưng lại là bởi đức tin. Và cái điều này nó bị ở trong cái tình trạng lẫn quẩn. Ngày hôm qua thì tôi dạy lời Chúa vào buổi tối thì có một em nói: thầy ơi, thầy cho em hỏi cái câu ở trong Matthew đoạn 7 câu 21 đó, cái câu đó làm sao vậy? Thì câu đó nói như thế này: không phải những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời. Và có những người nói: Chúa, tôi đuổi quỷ, tôi làm phép lạ, tôi nói tiên tri, Chúa nói ta không biết ngươi bao giờ, hỡi những kẻ làm gian ác hãy lui ra khỏi ta. Và người ta lập tức người ta quy chụp rằng những ai đuổi quỷ, những ai cầu nguyện chữa bệnh, những ai mà nói tiên tri là ở địa ngục. Thấy ngon lành không? Và giải thích cái kiểu đó khiến cho dân sự của Chúa sợ hãi, tại vì họ giải thích không căn cứ vào trong cái mạch văn. Mạch văn đó dành cho tiên tri giả, không phải dành cho con cái Chúa. Vậy thì cái điều kiện mà Kinh Thánh nói đến để có sự cứu rỗi đó là gì? Đó là làm theo ý Chúa, hay là làm theo ý Cha ở trên trời. Thế thì làm sao biết ý của Cha? Nguyên một đống những ai mới tin Chúa thầy cung thánh này, cái hả, cái gì mà nhiều dữ vậy? Làm sao tôi có thể đọc được hết? Làm sao tôi có thể hiểu hết? Làm sao tôi biết được ý của Cha? Tất nhiên không đợi anh chị em đọc hết Kinh Thánh hay hiểu hết Kinh Thánh chúng ta mới được cứu, vì tin Chúa Giêsu được cứu rồi. Nhưng chúng ta đọc theo Kinh Thánh để chi? Chính lời Chúa giải bài cho chúng ta để chúng ta biết được ý muốn của Cha. Vậy thì ý muốn của Cha là gì? Ở trong Giăng đoạn 6 câu 40 nói rõ về ý muốn của Cha. Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 40: đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau rốt. Chúa Giêsu khẳng định đây là ý muốn của Cha ta, là ai nhìn con và tin con. Vậy tôi và anh chị em có nhìn Chúa Giêsu và tin Chúa Giêsu chưa? Nếu có rồi thì sao? Được cứu không? Được cứu. Việc làm theo luật pháp để Chúa ngài ban phước cho tôi và anh chị em, việc làm theo luật pháp đó là cái mảng chỉ đường, và chính luật pháp dẫn chúng ta đến Đấng Christ. Và khi gặp Đấng Christ rồi, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa, có nghĩa là chúng ta không phục dưới luật pháp. Nhưng là người theo Chúa thì việc làm theo luật pháp hay là điều răn của Chúa là đương nhiên. Nhưng mà tại sao phải có Chúa Giêsu thì mới làm theo luật pháp tốt được? Bởi vì không một ai bởi sức của mình mà chúng ta có thể làm theo điều răn luật pháp được. Phaolô gọi đó là cái ách trồng trên anh chị em, chúng ta không thể nào có thể mang nổi. Vì vậy Chúa Giêsu đến và ngài mang gánh cho chúng ta rồi. Cho nên bản thân của Phaolô cũng cảm thấy có một gánh nặng: ai có thể cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Và Kinh Thánh trả lời: tạ ơn Đức Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ cho chúng ta. Amen. Thì câu số 8, đoạn 8 câu 1 là gì? Cho nên hiện nay không còn có sự đón phạt nào cho những kẻ trong Chúa Giêsu Christ. Đây là câu Kinh Thánh rất là quyền năng. Nếu chúng ta tin lời này của Chúa thì ông bà chị em mới có thể sống trong sự tự do thật được. Và chúng ta mới thật sự bước theo Thánh Linh, và chúng ta có thể sống trong luật của Thánh Linh thì sống được. Còn không, chúng ta sẽ nhập nhằng giữa luật pháp và ân điển. Chúng ta trộn lẫn thịt của dê con với lại sữa của mẹ nó. Chúng ta trộn lẫn
giữa sự trọn vẹn của Chúa Giê-xu với sự không trọn vẹn của luật cựu ước. Dù người ta đã làm theo luật cựu ước tới 613 luật, nhưng cũng không đạt đến tiêu chuẩn trọn vẹn của Chúa. Cho nên trong Kinh Thánh này đó, cho nên hiện nay không còn có sự đón phạt. Từ đón phạt này có nghĩa, còn có nghĩa là định tội. Có bao giờ trong tâm trí của anh chị em có những cái tiếng nói định tội trong tâm trí của mình không? Mày làm như vậy không được, mày như vậy là mày sẽ ở địa ngục, Chúa không còn yêu mày nữa đâu, Chúa không tha thứ cho mày ở đâu, mày phạm tội này là mày ở địa ngục, không còn cơ hội ăn năn đâu. Đây là những cái tiếng nói ở trong tâm trí. Và chính tiếng nói này chúng ta cứ nghe riết và chúng ta tin đó, là nghĩ rằng là đó là Chúa. Vậy thì tiếng nói đó ở đâu ra vậy? Kinh Thánh nói rằng đó là tiếng nói của tâm trí hay là lòng các ngươi cáo trách. Ở trong tin, xin lỗi, ở trong Văn Nhất đoạn 3 câu số 19 và 20 ghi như thế này: bởi đó chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật và vững tâm đến trước mặt Ngài. Vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết tất cả mọi sự. Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết cái tiếng nói ở trong tâm trí lên án, chỉ trích, lúc thì bênh vực, lúc thì cáo trách. Đây là tiếng nói của tâm trí. Thế thì Đức Thánh Linh nằm vị trí nào? Thánh Linh là đấng xưng công bình cho chúng ta qua huyết của Đấng Christ. Thánh Linh ban luật của sự sống để tôi và anh chị em bước đi trong luật đó, hầu cho chúng ta được giải phóng hay là được tự do khỏi luật pháp của sự tội và luật pháp của sự chết. Luật pháp của sự tội và sự chết được ban cho bởi Môi-se. Và cái chức vụ đó, khi Chúa Giê-xu đến thì chức vụ đó được đem đi thay thế cho cái chức vụ của sự công bình. Thông qua Chúa Giê-xu, Thánh Linh xưng những người tin Chúa Giê-xu là công bình của Đức Chúa Trời. Đó là sự công bình tuyệt đối. Dù cho bà chị em mới vừa tin nhận Chúa, giống như các cô mới vừa tin nhận Chúa trong tuần qua, thì ngay tức khắc Chúa nói là con được công chính. Nó giống như một người bị tử tù và một người bị trung thân, thì cả hai người này cứ ở trong tù mãi và một người thì bị xử, thì trung thân với lại tử hình cũng giống nhau thôi. Sống mà sống trong tù thì cũng giống như là tử hình thôi. Nhưng bây giờ có một chủ tịch nước ký một cái lệnh ân xá cho cả hai người hết. Thì cả hai người nhận cái lệnh ân xá đó, tức là gì? Được tự do bởi ân điển của cái ông chủ tịch nước đó, của cái ông tổng thống đó, chứ không phải do cái công sức của hai cái người kia mà nhận được đâu. Vậy thì cái sự định tội này có nghĩa là gì vậy? Hay là sự đón phạt? Đón phạt, định tội, lên án, chỉ trích, đây là những cái tiếng nói của tâm trí và tiếng nói của ma quỷ. Có những người thường nghe cái tiếng nói ở trong đầu của mình và nó nói như thế, bắt đầu chúng ta tin và chúng ta cứ nói theo. Có ai đã từng bị cái tiếng nói trong đầu rồi? Nó nói trong tâm trí của mình, nó kết án định tội mình đủ kiểu. Và ở đây Kinh Thánh khẳng định hiện nay không còn sự đón phạt, không còn sự định tội. Cái sự định tội nó bao gồm hai vấn đề. Một là bị định tội bởi vì cớ có người bắt gặp hay là phát hiện chúng ta phạm tội thì bị định tội. Định tội thứ hai đó là tự mình định tội cho chính mình, dù rằng mình được Chúa tha rồi nhưng mà mình không tha cho mình. Hai sự định tội này nó nguy hiểm cỡ mức độ nào thì bây giờ anh chị em sẽ thấy. Trước khi chúng ta đi đến luật của Thánh Linh sự sống là gì, chúng ta cùng trở lại ở trong sách Giăng đoạn 8. Đây là phần Kinh Thánh rất là sống động để tôi và anh chị em hiểu được rằng chúng ta đang ở trong trạng thái nào. Nào bây giờ ở đây chúng ta thấy có bao nhiêu thành phần ở đây ạ? Thứ nhất, nhân vật đầu tiên là ai? Giăng đoạn 8, Chúa Giê-xu. Tiếp theo, những nhân vật nào nữa? Câu số 3,
thầy thông giáo và người Pharisee. Thứ tư, người đàn bà phạm tội tà dâm bị bắt quả tang. Còn nhân quan nào nữa không? Cái bà này phạm tội tà dâm bị bắt quả tang với ai ạ? Ông đó đâu? Ông đó không có. Chơi gì kỳ quá phải không? Chơi gì bắt tội con người à? Hai người phạm tội với nhau mà tự nhiên bắt tội con người à? Tại vì nhiều khi cái đàn ông đó, cái ông đó nhiều khi là cũng là mấy ông bà con dòng họ cũng mê thông giáo người Phai Si này phải không? Cho nên ông giấu. Và dường như là xã hội người ta luôn luôn định kiến người nữ. Thật ra cái người đàn bà đây không phải, đây là một cái sự đơn cử về cái tính kinh khủng của việc mà người thông giáo người Pharisee họ đã lấy luật pháp của Chúa làm một cái ắt để muốn trồng vào con người. Và người đàn bà này đại diện cho người có tội chứ không phải chỉ có người đàn bà mới có tội. Mà chị em hiểu được cái điều này không ạ? À? Cho nên chúng ta đừng nói ôi giờ vậy là mấy đàn bà mới có tội, mấy đàn ông có tội ạ. À? Tất cả chúng ta đều là tội nhân phải không? Nhưng mà qua đấng Christ chúng ta được tự do. Ở đây chúng ta thấy họ đưa đến với Chúa Giêsu một cái người đàn bà phạm tội tà dâm bị bắt quả tang. Và khi cái người này bị bắt quả tang như vậy, có chối cãi được không ạ? À? Như vậy người đàn bà này đang bị gì? Bị lên án, bị định tội. Và họ đưa đến Chúa Giêsu, họ đặt Chúa Giêsu vào cái vai trò của người phân xử, một quan tòa. Thực tế nếu trong cái hoàn cảnh này, trong cái thời đại này, thì Chúa Giêsu không phải là quan tòa, mà là ai mới là quan tòa? Và luật pháp lên án và họ đưa thậm chí bắt quả tang không cần phải xử làm gì? Ném đá ngay. Và mà chị em biết cái sự hình phạt bằng ném đá nó hình phạt kinh khủng nhất mà ngày hôm nay nhiều quốc gia vẫn còn sử dụng như vậy. Đặc biệt là nhiều quốc gia Hồi giáo. Việt Nam chúng ta thì không có cái vấn đề phân xử đó. Nhưng mà ném đá hữu hình và ném đá vô hình thì nó có hai cái được gần như giống nhau. Chúng ta đôi khi chính chúng ta có những lỗi lầm gì đó, bắt đầu người ta lên án, chỉ trích, định tội và khiến chúng ta không thể ngẩng mặt lên. Có những người bước đến thờ phượng Chúa không định tội, nhưng mà đôi khi những anh chị em, đôi khi có những Pharisee, những thầy thông giáo hiện đại lên án, chỉ trích, rỉ tai với nhau và khiến cho người đó không ngóc đầu lên được. Có không anh chị em? Như vậy vô tình chúng ta là gì? Chúng ta lại trở thành Pharisee và người thầy thông giáo. Chúng ta lên án định tội để khiến cho anh em nó không đến gần đến Christ được. Trong khi cái thánh là gì? Cho nên hiện nay không còn sự định tội và đón phạt nào trên kẻ ở trong Chúa Christ. Và sự định tội lên án chỉ có luật pháp thời cựu ước mới định tội. Mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền để phán xét. Chúng ta không có quyền phán xét. Một ngày kia Chúa kêu tôi đến để thăm một tôi tớ Chúa. Ông này vợ chết. Khi mà vợ chết thì ông cảm thấy thì thất bại trong chức vụ. Ông buông lỏng trong chức vụ, buông xuôi tất cả mọi thứ. Nhưng mà trong cái cuộc sống ông cũng cần có nhu cầu về tình cảm. Và thế là ông quen một cô gái trẻ, đẹp, chắc chân không dài. Và Chúa kêu tôi đến để khích lệ cái người này để trỗi dậy, để hầu việc Chúa. Khi tôi đến thì tôi chứng kiến một cái cảnh rất là gai mắt. Tôi mới né qua để tôi cho họ xử lý với nhau xong rồi thì tôi vào tôi gặp. Tôi gặp cái, tôi nói chuyện xong tôi thấy, tôi mới đứng tôi chống nạnh. Anh ăn xong, tại đã đang bị cảm rồi ăn cháo. Mà cái cô đó đang mua cháo, đưa cháo đến. Tôi nói, ăn xong nhớ ăn năn nha. Câu cũng nhẹ nhàng ha. Ăn xong nhớ ăn năn. Thì người anh em hứa lên. Cái gì? Tôi nói thì ăn xong nhớ ăn năn. Tôi hỏi xin lỗi, người đó hỏi tôi rằng là người đó nói với tôi rằng là đúng, anh đang bị rớt xuống vũng bùn, anh cần một bàn tay nắm để kéo lên chứ không cần một bàn đạp xuống nữa. Tôi mới giận lên mà tôi nói, đã sai mà còn bào chữa. Người đó quyết định không nói chuyện với tôi nữa. Tôi đưa tay, tôi bắt tay, tôi nói tạm biệt,
về. Người đó phát cái tay, không bắt tay. Tôi bỏ tôi đi về. Tôi vừa đi ra tới cửa, Chúa nói con đang làm gì vậy? Tôi nói dạ, con đi thăm cái người này để khích lệ. Chúa hỏi con đang làm gì? Dạ con đang định tội. Trở vô xin lỗi. Ủa người đó có lỗi mà tự nhiên con xin lỗi. Tự nhiên con đến đây con khích lệ. Bây giờ cuối cùng con phải trở thành con là người có lỗi. Con phải xin lỗi. Tôi cố gắng để tôi bước ra. Nhưng mà cái bước chân của tôi trở nên nặng. Và tôi bước đi. Sau thì cái tiếng nói của Chúa vọng lên và rất là mạnh. Ta kêu con đến để nâng đỡ, chứ không phải để đạp người ta xuống. Tôi bước trở lại. Tôi vừa bước vô thì bước ngang có cái màn bức khuất. Bước vô vừa thấy tôi nói gì nữa đây. Tôi nói dạ không, Chúa kêu em quay trở lại. Xin lỗi anh, em đã sai rồi. Được á. Anh thấy ngày sống không ạ? Đấy, em sai rồi. Chúa kêu em đến đây để nâng đỡ anh, để khích lệ anh trở lại trong chức vụ hầu vị Chúa, chứ không phải để định tội anh. Em sai rồi. Mà cảm tạ Chúa, thay vì tôi bỏ về thì chúng tôi được Chúa dùng tôi để có thể khích lệ. Và anh đã trở lại trong chức vụ hầu vị Chúa anh chị em. Nếu lúc đó một cái đạp luôn thì sao ạ? Người này không còn. Tự dưng mình không được phép đứng vào cái vị trí phán xét. Thì mỗi người trong chúng ta, tôi xin dùng cái từ mỗi người chúng ta, trong đó có cả tôi trước đây nữa. Chúng ta thường hay quan sát và nhìn với cái thái độ và cái sự phán xét. Giả sử người đó có một cái quá khứ và chúng ta cứ nhìn vào cái quá khứ đó không à. Chúng ta không có nhìn cái hiện tại và người đó được thay đổi. Có ai trong tôn bà chị em là người trong quá khứ chưa bao giờ phạm lỗi không? Kinh Thánh nói nếu phạm một điều răn hay là phạm chín điều răn thì một điều răn cũng gọi là gì? Là phạm. Nhưng mà chúng ta cứ so sánh với nhau như thế này nè. Cái người này phạm tội, thí dụ cái người này phạm tội tà dâm nhưng mà không có để lại hậu quả. Còn cái người kia phạm tội tà dâm thì để lại hậu quả, có đứa con. Cho nên cái người mà phạm tội tà dâm mà bị hậu quả đó, tức là có đứa con đó, là tội nặng hơn cái người phạm tội tà dâm mà không có để lại hậu quả. Giả sử cái người phạm tội tà dâm có con và phá thai với người để cái thai để sanh con ra, tội nào nặng hơn? Thật ra cũng là tội. Nhưng cái người kia là phạm thêm cái tội giết người nữa. Có phải không? Cho nên với cái nhìn của chúng ta đó, nếu chúng ta nhìn qua lăng kính của Chúa Giê-xu thì hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ đầy tình yêu đối với tất cả anh chị em. Chúng ta đầy cái sự tha thứ với tất cả anh chị em. Nhưng khi chúng ta nhìn qua lăng kính của luật pháp thì chúng ta sẽ thấy đầy tội lỗi. Tại nơi đây có vi khủng không? Có vi trùng không? Thậm chí có virus corona nó đang bay nữa. Nhưng mà mắt thường mình không thấy. Chúng ta đeo mắt, đeo kính hiển vi vô thì sao? Chúng ta thấy. Ồ, ở đâu cũng vi trùng, ở đâu cũng vi trùng, ở đâu cũng vi trùng hết. Nếu chúng ta mang cái mắt kính yêu thương thì sao ạ? Wow, ai cũng dễ thương hết. Đúng không ạ? Đâu bây giờ bà chị em quay qua nhìn người bên cạnh cơ. Mắt kính yêu thương, đẹp không ạ? Dễ thương không ạ? Nhưng nếu nhìn mắt kính luật pháp thì sao ạ? Đủ kiểu. Trở lại câu chuyện này, chúng ta thấy như thế này. Người đàn bà bị bắt quả tang. Những thầy thông giáo người Pharisee này dẫn đến cho Chúa và nói với Chúa là gì? Cái người này phạm tội tà dâm bị bắt quả tang. Theo luật pháp Môi-se thì ném đá. Còn thầy thì nghĩ sao? Ông bà chị em biết ngày xưa đó, thầy thông giáo và người Pha-si đó là họ có một chiếc áo đặc biệt lắm. Cái chiếc áo của họ mặc á nó dài lắm. Chúng ta còn nhớ Chúa từng nói rằng các ngươi thích mặc cái áo tua cho dài, phải không ạ? Và thích người ta chào mình giữa chợ. Tôi đố bà chị em họ mặc chiếc áo dài đó để làm gì ạ?
Bao nhiêu người biết? Tại sao người đó mặc áo dài đây làm gì ạ? Đây là gì? À, cho nhìn ta thấy mình là một quan chức tôn giáo ha. Một người biệt lập. Rồi, còn ai có ý kiến khác? Mặc cái áo dài đây làm gì ạ? Hả? Cái này suy luận đây nha, Kinh Thánh không ghi nha. Nếu giả sử họ đưa người đàn bà này đến với Chúa Giêsu và họ nói rằng là bây giờ cái người này phạm tội tà dâm bị bắt quả tang theo luật pháp Môi-se ném đá. Theo thầy nghĩ sao mà Chúa Giêsu nói ừ thì ném đá đi. Đúng bà chị em, ngay lúc đó có đá để ném không? Ở đâu ra? Dạ. Dạ trong cái áo. Cái áo dài bỏ đá sẵn đâu trong đó đó. Thật ra trên đường cũng đá đầy. Cái này tôi suy luận thôi. Tại vì họ luôn luôn họ nhìn của họ là gì? Họ đi đến đâu họ cũng phải quan sát, họ gườm thế này. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đến đâu thì người thông giáo người Pha-si đi đến đó. Có phải họ đi để nghe lời Chúa không? Không. Mặc dù Chúa giảng có quyền, Chúa giảng có ơn, Chúa giảng có sự sức giàu, Chúa giảng có quyền năng, nhưng mà họ đi, họ nhìn Chúa vậy, họ tìm cách để ném đá Chúa. Đá đâu sẵn vậy? Trong đền thờ làm gì có đá? Có trong túi này. Anh bà chị em bỏ vô túi mình coi, đo tay vô túi coi, coi có viên đá nào đó không? Thật ra đá, nó không phải, bây giờ đá nó không phải là bằng những cái viên đá ném người ta đau đớn đâu. Đó là lời nói. Chúng ta xem ở trong Thi Thiên, có những cái điều nó nguy hiểm hơn cả đá. Thi Thiên 60, xin lỗi 64 anh chị em. Thi Thiên 64 câu 3 và câu 4. Thi Thiên 64 câu 3 và câu 4, chúng ta đọc cùng nhau. Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm, nhắm mũi tên mình, tức là lời cay đắng, đặng từ nơi kín dấu bắn vào kẻ trọn vẹn. Thinh linh chúng nó bắn đại trên người, chẳng sợ gì hết. Cái này nguy hiểm hơn đá không ạ? Chúng nó mài lưỡi mình như là gì? Gươm. Mà bắn vào ai? Người công bình. Trước khi bắn, nó có xin phép không? Không, ở đây nói gì? Thinh linh nó bắn đại. Ngày hôm nay trong hội thánh của Chúa, chúng ta vẫn có những người Pharisee. Đôi khi chính trong chúng ta, cái chất Pharisee đó hay là cái men Pharisee đó chưa loại hết. Phải không ạ? Chúa Giêsu từng cảnh báo một cách môn đồ là hãy cẩn thận về men của người thông giáo, người Pharisee. Một khi nào anh chị em nhìn một ai đó và lên án định tội họ, đó chính là Pharisee. Bởi vì sự lên án định tội chúng trong Chúa Giêsu không còn. Chúng ta cần nói những lời khích lệ. Kinh Thánh nói khi đáng nói thì nói lời lành để giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Nếu ai đã từng ném đá hay là bắn mũi tên bằng lời cay đắng hay lên án định tội người khác, xin Chúa tha thứ cho chúng ta ngày hôm nay. Để trong lòng của tôi và chị em, tâm trí của tôi và chị em, nó không chứa đựng đá để ném người khác nữa, nhưng chúng ta sẽ chứa đựng đá của gốc nhà là lẽ thật, chính là Chúa Giêsu. Đầy dẫy trong lòng của chúng ta để tôi và chị em có thể nâng đỡ, khích lệ người khác để họ bước đi theo Chúa một cách mạnh mẽ. Xin đừng nói, nếu chúng ta chưa nói được lời gây dựng thì cũng xin đừng nói lời định tội và chia rẽ, thưa anh chị em. Amen anh chị em. Hallelujah. Có thể lắm chúng ta nói cái người đàn bà này cũng đáng tội lắm, hoàn toàn đúng, bà không có cách nào bào chữa lúc bây giờ. Nhưng nếu cái người đàn bà này là người thân của chúng ta thì sao ạ? Anh chị em có minh vực không? Cho dẫu là sai thì cha mẹ, nếu người có cha mẹ của cô này ở đó, cha mẹ đau không ạ? Có thể lắm người đây sai, nhưng mà hãy cho họ cơ hội để họ được thay đổi.
Và nếu có thể chúng ta là người đàn bà này thì sao? Chúng ta có đặt mình vào trong người đàn bà này không anh chị em? Nếu chúng ta đặt mình vào trong người đàn bà này thì có thể chúng ta có một suy nghĩ khác. Người này không có cách nào để tự giải quyết và bênh vực mình. Nhưng anh chị em thấy ở đây, mục đích của họ là vừa giết cái người đàn bà này và đồng thời cũng gài bẫy Chúa Giêsu để Chúa Giêsu cũng sập bẫy luôn. Nếu Chúa Giêsu nói ha thì sao ạ? Chống lại luật pháp Môi-se thì họ sẽ ném đá người đàn bà này và ném đá Chúa Giêsu luôn. Và nếu Chúa Giêsu nói rằng là gì? Ném đá người này đi, thì Chúa là tình yêu mà bây giờ Chúa kêu ném đá, vậy thì Ngài giảng về sự tha thứ và yêu thương ở đâu? Và dù cả hai nếu có cái câu trả lời thì đều sập bẫy hết. Bây giờ Chúa Giêsu làm gì anh chị em? Câu 6. Xin lỗi, phần B của câu 6. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống đất, lấy ngón tay viết trên đất. Chúa Giêsu viết mấy lần ạ? Câu 8. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Chỗ này nhiều người rất là muốn biết chú viết cái gì. Anh chị em có muốn biết chú viết cái gì không? Có nhiều người thì nói là chú viết xuống là viết 10 điều răn. Không, chú không cần viết 10 điều răn đâu. Tại vì sao? Rồi có người thì nói là chú viết tình yêu thương. Những người này họ nghe chú giảng về tình yêu thương. Mày chú viết cái gì? Ai biết à? Chú viết cái gì ở trên đất nè? Hào với Phúc con đang nhóm thiếu nhi mà. Thế con lên trên nhóm thiếu nhi đi con. Nè nè nè, hai đứa tụi con đang giải quyết với nhau thì tụi con bước ra ngoài để con giải quyết với nhau. Đi nói chuyện với nhau đi, hai chị anh em nói chuyện với nhau đi. Rồi xin ta tập trung vào đây. Tôi cũng từng được nghe giảng là chú viết xuống đất viết cái gì. Có người thì nói là chú viết luật pháp, có người chú viết tình yêu thương, có người nói là chú viết, chú vẽ cái con hình con cá. Nhưng mà Kinh Thánh có nói chú viết cái gì không? Không. Cho nên chúng ta, nếu Kinh Thánh không nói chú viết cái gì thì chúng ta đừng cố gắng để biết chú viết cái gì. Nhưng Kinh Thánh muốn cho chúng ta tập chú vào cái việc mà chú viết trên đất. Chú lấy cái gì viết trên đất anh chị em? Cái gì à? Xin nhắc lại. Ngón tay. Bây giờ Kinh Thánh, chúng ta đọc Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến thời Chúa Giêsu. Ai đã từng dùng ngón tay để viết ạ? Đức Chúa Trời. Khi viết luật pháp thì Kinh Thánh nói gì? Chúa nói là chính Ngài dùng chính ngón tay của Ngài, Ngài viết trên bảng đá. Bên sát sao đã nhìn vào cái tường và thấy có cái ngón tay viết ở trên tường, nhưng ông không hiểu được cái từ đó là từ gì. Và ở trong sách Phục Truyền, cho chúng ta thấy rằng chính Chúa là đấng viết. Ngài, chỉ có mình Ngài mới viết ở trên đất. Nói một cách khác, viết bằng ngón tay mà Kinh Thánh đã mô tả, chỉ có Đức Chúa Trời mới viết bằng ngón tay. Vậy hành động của Chúa Giêsu chính rằng chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời trở thành người và Ngài đang viết ở trên đất này. Người Pha-ri-si, người thông giáo không tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Cô-lô-se đoạn 1 câu 15 cho chúng ta biết Chúa Giêsu chính là hình ảnh không thấy được của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 3, ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Giăng đoạn 1 câu 14 mỗi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Roma đoạn 9 câu 5 nói rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời đời đời. Ngài là người nhưng mà Ngài cũng là Trời. Roma đoạn 1 câu 3 câu 4 cho chúng ta biết về phương diện là con người thì Chúa Giêsu thuộc dòng dõi của David, nhưng mà về thần linh và thánh đức thì Ngài với sự sống lại của Ngài, Ngài là con Đức Chúa Trời. Và khi Chúa Giêsu tuyên xưng điều này ra thì những người Pharisee, người thông giáo đã tìm cách ném đá Chúa, nói rằng ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 31 cho đến câu 34. Cho nên cái hành động viết của Chúa, nội dung chúng ta không thấy, nhưng mà cái hành động viết đó để thấy được rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời. Và chỉ có Ngài mới có quyền để phán quyết, có quyền để phân xử, có quyền để tha thứ. Và bây giờ Chúa Giêsu nói một câu: ai trong các ngươi là người vô tội hãy trước nhất ném đá vào người đi. Ai trong chúng ta là người không có tội thì trước nhất chúng ta hãy ném đá anh em mình đi. Tất cả những người có mặt ở đây, họ trước đây, trước đó một phút, họ đã tập trung vào người đàn bà này. Tôi nghĩ là trong tay của họ đã bỏ tay vào trong túi rồi, chờ đợi chỉ cần Chúa Giêsu nói một tiếng thì là sao? Ném đá. Nhưng mà khi Chúa hỏi ai trong các ngươi là người không có tội thì phải thì ném đá người đàn bà này trước. Lúc bây giờ họ đang tập trung ra bên ngoài thì bây giờ họ tập trung vào trong chính mình. Khi chúng ta nhìn thấy lỗi lầm của anh em mình là chúng ta đang tập trung bên ngoài. Nhưng khi chúng ta tập trung vào chính mình, vào tình yêu của Chúa dành cho mình, vào sự tha thứ của Chúa dành cho mình, chúng ta sẽ không còn thấy lỗi lầm của anh em mình nữa. Lỗi lầm ai cũng có, nhắc nhở nhau để sửa nhau để tốt hơn thì đó không phải là sự phán xét hay là định tội. Nhưng khi chúng ta lên án định tội và chỉ trích thì chúng ta vô tình hay là cố ý, chúng ta đã đứng vào cái vị trí mà Đức Chúa Trời không cho phép. Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền phán xét. Tại sao họ bỏ đi anh chị em? Bởi vì ai cũng có tội. Người lớn tuổi đi trước, người già đi trước và người nhỏ đi theo sau. Một số người ví von như thế này: người lớn tuổi sống lâu cho nên phạm tội nhiều, cho nên đi trước, người nhỏ đi sau. Thật ra thì mấy người lớn tuổi này là người cầm đầu, phải không ạ? Là người lãnh đạo của người Pharisee và thông giáo. Và chính họ cũng nhận biết mình là sai trật. Thay vì cầm những cái viên đá để ném, bây giờ họ buông viên đá ra và họ đi ra khỏi Chúa Giêsu. Câu chuyện này cho chúng ta thấy luật pháp và ân điển rất rõ tại nơi đây. Những người thông giáo, người Pharisee đại diện cho luật pháp. Khi còn luật pháp thì còn sự định tội. Nhưng những người này đi khỏi thì sự định tội không còn nữa. Và Chúa Giêsu hỏi người đàn bà: không ai định tội con sao? Người đàn bà trả lời: dạ không, không, lạy Chúa, không ai hết. Bây giờ xin anh chị em à, tôi cần 4 người, một người nữ, 2 người nam. Tôi muốn chứng minh cho bà chị em thấy đây. Mời ông thông giáo, người Pharisee lên. Mời một người đàn bà phạm tội tà dâm, cái bà áo trắng đó. Cái bà này có vợ, có chồng rồi, cho nên là đây. Giả sử bây giờ đây là người người phụ nữ, thì cái người phụ nữ đang bị những người này tố cáo. Vậy thì người phụ nữ này ngước mắt lên hay là gầm mặt xuống? Gầm mặt xuống, đúng không ạ? Không có cười à, đang phạm tội mà cười gì? Đang gầm mặt xuống. Và những người này đang rất hùng hổ, để bằng mọi giá là gì? Chờ đợi thôi, chờ đợi chỉ cần chú phán một cái là bùm liền là chết ngay. Xin lỗi anh chị em, cái ném đá đó là cái hình phạt nó chết mà chết từ từ, kinh khủng lắm.
Và khi Chúa hỏi, Chúa nói rằng ai trong các ngươi là người vô tội? Ném ra đi. Trước một phút, người đàn bà này có tội không ạ? Có không? Theo cái nhìn của hai ông kia, có tội không? Có. Nhưng mà bây giờ hai ông kia đi rồi. Hai ông kia là đại diện cho người định tội. Mà đi rồi, thì bây giờ có ai lên án người này nữa không? Không. Chúa Giêsu hỏi, không ai định tội con à? Cảm ơn con. Anh chị em hiểu được chỗ này chưa? Chúa Giêsu đến để thay thế cho một cái vị trí, thay thế cho luật pháp. Kinh Thánh nói rõ, luật pháp đến đời dân, từ đó tin lành nước trời được giảng ra. Và thôi chúng ta đọc câu Thánh đó đi. Dân đồng 1 câu số 17. Vì luật pháp được ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Chúa Jesus Christ mà đến. Cái từ ơn này là ân điển. Như vậy khi Chúa Jesus xuất hiện thì ân điển được ban cho. Nhưng mà luật pháp thì đến đời dân. Luật pháp của Đức Trời là nghiêm minh, bởi vì con người không đủ khả năng để làm theo luật pháp. Cho nên con người lúc nào cũng bị luật pháp cầm buộc, hay là con người ở dưới luật của sự tội và sự chết. Nhưng bây giờ luật pháp đã được thay thế. Chúa Giêsu ngài đứng vào vị trí đó. Ở trong Matthew đoạn 5 câu 17, ta đến không phải để phá luật pháp, xong để làm cho trọn. Và Giăng đoạn 19 câu số 30, khi Chúa Giêsu đứng ở trên thập tự giá và ngài tuyên bố gì? Mọi sự đã được trọn. Hai từ trọn này khác nhau. Từ trọn trong Matthew đoạn 5 câu 17 đó là làm cho được vững vàng, làm cho được tôn trọng. Nhưng mà cái từ trọn ở trong Giăng đoạn 19 câu số 30, mọi sự đã được trọn, có nghĩa là hoàn thành sứ mạng được giao. Vậy thì cái từ trọn kia, khi Chúa Giêsu còn sống và chỉ duy nhất một mình ngài mới có đủ để làm theo luật pháp mà thôi. Và sự trả giá trên thân thể của ngài qua sự chết, đó là sự hoàn tất trả giá cho tất cả những người phạm tội dưới luật pháp. Và ngài gánh tất cả tội lỗi cho chúng ta để chúng ta được tự do. Tôi được từng có người giảng như thế này. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Jesus Christ chấm phẩy. Nhưng mà anh chị em có từng nghe giảng như vậy chưa? Câu Kinh Thánh nó không có chữ nhưng mà. Nhưng mà có những người giảng dạy thì bắt đầu diễn ra. Cho nên hiện nay không còn cái sự đón phạt nào cho kẻ ở trong Jesus Christ. Tôi tin Chúa Giêsu thì tôi không còn bị đón phạt nữa. Nhưng mà người ta nói nhưng mà có nghĩa là gì? Là vẫn còn đón phạt á. Khi anh chị em đến trước ngay ân điển của Chúa, nhờ tiêu chuẩn nào để chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời? Cảm ơn Chúa, hôm nay con dâng phần 10, con đủ tiêu chuẩn ra mắt Chúa phải không? Cảm ơn Chúa, hôm nay con dâng cho chuyến đi của mục sư Quỳnh Lâm Bửu, cho nên bây giờ con cảm thấy con rất là bình an, con rất là công chính, có phải không? Vậy thì đến ngay ân điển của Chúa, chúng ta đến bằng cái gì? Huyết. Huyết và chỉ có huyết. Nhờ huyết của chiên con mà chúng ta dạng dĩ ra mắt Đức Chúa Trời, không bị định tội. Sáng nay chúng ta đến đây nhờ cái gì đấy? Chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa mà không bị định tội. Con người chúng ta không đủ tiêu chuẩn để ra mắt Chúa đâu. Anh chị em nhớ lần Salomon đi, khi mà ông đi về vùng miền quê, thì nếu ông mặc cái bộ đồ của vị vua thì tất cả thần dân phải cúi mặt hết, không ai dám gước mặt lên, bởi vì rước mặt lên là sẽ bị chém đầu ngay. Cho nên ông đi về quê và ông thấy có cô gái đang đen và xinh đẹp, nàng Sulamit. Salomon về và tương tư. Nhưng mà bây giờ mặc cái bộ đồ vua đó, thì đi đến thì nàng đâu có dám nhìn lên, nàng cúi gằm mặt. Cuối cùng Salomon phải làm gì? Giả thành một người chăn chiên và đến gần nàng Sulamit. Nàng Sulamit yêu chàng và hai người yêu nhau. Một ngày kia hẹn để rước nàng, thì nào là hoa, nào là ngựa, nào là lộng đón nàng về. Nàng Sulamit ngạc nhiên vô cùng, bởi vì cớ người yêu của mình chính là vị vua. Thưa anh chị em, Chúa đến gần với chúng ta
qua cái thân xác con người. Ngài đến gần đến mức độ những môn đồ của Ngài có thể ngồi cùng Ngài, nói chuyện cùng Ngài và nghiêng đầu vào ngực của Ngài như là sứ đồ Giăng. Ngài chia sẻ, Ngài cùng ăn, Ngài tâm tình, và cuối cùng Ngài mang lấy hình phạt cho tất cả tôn bà chị em. Ông bà chị em có tin rằng khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì tất cả cái hình phạt hay là hậu quả của tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Giêsu Ngài gánh không? Không phải Ngài chỉ gánh bây giờ, nhưng mà Ngài gánh cho chúng ta cả tương lai. Ngài gánh những cái tội lỗi quá khứ, Ngài gánh tội lỗi hiện tại và Ngài gánh tội lỗi tương lai. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta còn nhiều lỗi lầm vấp váp lắm, nhưng về phương diện về sự định tội thì chúng ta không còn định tội, bị định tội nữa, bởi vì chúng ta đã được Đức Chúa Trời xưng chúng ta công bình tuyệt đối qua huyết của Chúa Giêsu Christ. Và Chúa trao chúng ta cái quy quyền để chúng ta tiếp tục bước đi sống một đời sống đắc thắng. Nào bây giờ anh chị em trở lại Giăng đoạn 8. Khi không một người nào ở đó và Chúa hỏi không có ai định tội con sao, người thưa rằng lại Chúa không ai hết. Ồ, ước gì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đây, Chúa hỏi con à, không ai định tội con sao? Dạ không có ai hết. Một khi mà chúng ta thấy rằng là cuộc sống của chúng ta vẫn còn người này người kia lên án định tội, rồi chỉ trích, rồi này mình sống không vừa lòng người này, không vừa lòng người kia, thì anh chị em biết không, nặng không ạ? Chúng ta phải sống trong cái sự dè dữ. Ngày hôm qua có một người gọi, ngày hôm kia có người hỏi tôi, một sư ơi, mình là con cái Chúa, mình có được uống bia không vậy? Được không ạ? Rồi có người thì hỏi tôi, một sư ơi, mình có được uống rượu không ạ? Rượu bia cũng là một thứ mà. Được không anh chị em? Ai nói được ạ? Ai nói không được ạ? Dạ. Uống cà phê được không ạ? Bây giờ ghiền cà phê với ghiền thuốc lá, cái nào phạm tội ạ? Cái nào? Rồi, mở ngoặc đóng ngoặc. Kinh Thánh cho chúng ta biết về cái tác hại của rượu, nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết về cái lợi của rượu, đúng không ạ? Nhưng Kinh Thánh cũng cảnh báo về hậu quả của việc say rượu. Chúa trao chúng ta cái quyền để chúng ta chọn lựa. Phao-lô khuyên Timôthê, vì cái bao tử của con á, cái tỳ vị của con yếu, cho nên con phải uống một uống nhiều, một chút là bao nhiêu? một chút rượu, một chút đó là một chút chứ sao một chút là một ly được? Ồ dạ tôi uống không nhiều, tôi uống ít ly thôi, ít ly ở thành y lít. Động cơ của chúng ta uống mới là quan trọng. Tôi không cổ suý, nhưng mà bản thân của tôi có lúc tôi đi truyền giáo xa, có lần tôi đi bên Lào, trên đường đi thì nhà xe ghé chỗ nào mình ăn chỗ đó, ăn xong cái bụng tôi nó kêu ồ bọc bọc bọc, ồ bọc bọc bọc, nó cứ kêu như vậy. Và cuối cùng anh chị em biết tôi phải kêu xe đó dừng lại, dừng lại, không là tôi cho ra đây luôn á, không chịu nổi nữa. Thì cuối cùng họ phải dừng lại, rồi đến một cái trạm dừng khác họ mới bày ra nào là có rượu này kia một thứ. Tôi nói anh ơi cho tôi một chút rượu, một chút rượu. Và khi tôi cái bụng tôi đang kêu nó sôi ọt ọt như vậy, và khi tôi uống một chút rượu vô lập tức nó êm lại, vì cái bụng tôi nó đang bị lạnh, cho nên là ăn thức ăn vô nó bị không có tiêu hóa, cho nên tôi uống một chút rượu nó ấm lại và lập tức nó hết cái vị sôi ruột và tôi không còn phải bị đi ngoài không kiểm soát nữa. Tôi rất thích cái câu mà người đàn bà nói rằng là gì, lại Chúa không ai hết. Bây giờ tôi hỏi, mượn cái câu của Chúa tôi hỏi, có ai định tội ông bà anh chị em không?
Trả lời đi. Có ai định tội bà chị em không? Vẫn đang có phải không? Ước gì chúng ta trả lời như bà là gì? Không ai. Ủa nó sướng làm sao đâu phải anh chị em? Nếu chúng ta sống chung quanh mà đầy dẫy tình yêu, đầy dẫy những lời khích lệ và gây dựng, tôi đảm bảo chị em, chúng ta sẽ không thích phạm tội nữa đâu. Như con cái của chúng ta ở nhà, nếu chúng ta đầy dẫy lúc nào qua mà la mắng và gọi trách nó mà không có tình yêu, thì chúng ta sẽ thấy con của mình lớn lên nó bị khập khiễng, đời sống của nó không có vững mạnh, trong lòng nó ngầm á, nó chống lại đó. Con trai của tôi Minh Tiến đâu rồi? Hiên ta đang dạy thiếu nhi này. Lần kia xin lỗi con, ba nói xấu con tí xíu. Chúng tôi phát hiện chàng có người yêu. Ồ, Minh Đạt hen. Người yêu này lớn hơn 5 tuổi nè. Nhưng mà nhìn cái cô này giống rất còn rất trẻ. Rồi bắt đầu nhắn tin, nhắn tin. Tôi hỏi con, cái cô đó có Chúa không? Dạ không. Con có làm chứng về Chúa cho cô đó không? Dạ con làm chứng mà cô đó không tin. Tức là cũng có chủ ý là làm chứng, nhưng mà cô đó không tin. Vậy thì không tin thì tại sao con vẫn tiếp tục cái mối quan hệ này? Ba không cấm, nhưng cái tuổi của con đang tuổi học, ba không cấm. Và tôi và vợ tôi bắt đầu nói chuyện cho con. Và con tôi hứa, rồi con sẽ tập chú học, con không có quen nữa. Tôi lấy điện thoại lại, tôi lấy luôn cái máy tính lại. Học online là phải có điện thoại, có máy tính, tôi lấy lại hết. Tôi giờ học cùng với Minh Lạc. Con tôi bắt đầu ra lén mượn cái điện thoại của anh này nhắn tin. Bây giờ anh không thể nào liên lạc được với em nữa, ráng chịu đựng đi, thời gian ba trả lại điện thoại thì anh sẽ liên lạc tiếp. Anh chị em nghĩ rằng có ai nghĩ rằng là đó là cái tin nhắn của một đứa 14 tuổi không? Tôi cũng là cũng khá khá về vi tính. Bắt đầu tôi vô tôi tìm, cuối cùng ra một đống luôn tin nhắn. Mà tôi đọc, tôi kêu con tôi lại. Đây, con, từ bữa ba nói với con tới nay á, con có liên lạc với cô đó không? Dạ không. Bà cho con cơ hội lần thứ nhất. Con có liên lạc không? Dạ không. Con có gọi điện không? Dạ không. Bà cho con cơ hội lần thứ hai. Con có liên lạc, có gọi điện không? Dạ có. Bây giờ con liên lạc bao nhiêu lần và con gọi điện bao nhiêu lần? Dạ con nhớ là 5 lần. Bà cho con cơ hội lần thứ ba bao nhiêu lần? Dạ con nghĩ là 20 lần. Tôi nói không, 50 lần. Đây, bà cho con thấy nè. Ta đưa ra con một loẹo 50 cuộc gọi. Trong vòng thời gian có 2-3 ngày ta 50 cuộc gọi. Rồi tôi nói, con hứa với ba, nhưng con đã không giữ lời hứa. Không có cái đau nào, cái đau mà lại dối cha mẹ cả. Và ba đã giải thích cho con rõ, người này không có Chúa. Và Chúa nói là gì? Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Ba không cấm con yêu đương, nhưng mà cái tuổi này chưa phải là tuổi yêu đương. Con vẫn có thể là bạn, nhưng những người bạn đó phải là người bạn có Chúa. Vì Chúa nói chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Tôi đã đánh con tôi. Tôi nói ba đánh vì thứ nhất, ba cho con cơ hội để con sửa sai nhưng con không sửa. Và sau đó thì vợ tôi nói thôi, anh cầu nguyện cho con đi. Tôi nói không. Tại vì con không sẵn sàng để ba cầu nguyện. Ba không cầu nguyện cho con. Tôi bỏ tôi đi ra ngoài. Và tôi bắt đầu cầu nguyện cho con trai tôi. Cầu nguyện xong, khi tôi bước vào thì con tôi ò lên khóc và ôm lấy tôi. Ba ơi, con sai rồi. Khi mà ba ngăn cản đó, trong đầu của con á, nó nói mày bỏ nhà ra đây đi, mày đủ sức mà, đủ sức kiếm tiền mà. Tại con tôi nó cao hơn tôi rồi,
đi bưng mà những cái chỗ quán cà phê đó, đó kiếm tiền sống cuộc đời của mình. Nếu nó không nói ra tôi làm sao tôi biết trong đầu nó diễn biến cái đó chị em? Những cái điều tôi ngăn cấm, những cái điều tôi lên án, những cái điều tôi la mắng thì vô hình chung nó lại phản tác dụng. Nếu cái sự la mắng đó không có tình yêu thì nó phản tác dụng. Nhưng mà chúng tôi có tình yêu của Chúa. Và con tôi đã khóc và ngã vào lòng của tôi. Bữa nay con mới hiểu được tình yêu của ba và mẹ dành cho con. Và cảm ơn Chúa, con tôi đã vượt qua được cái sự tổn thương, cái sự cú sốc đầu đời của tình cảm. Thật sự ngày xưa tôi cũng vậy. Khi mà tôi có tình cảm với cái người kia, mỗi một tuần lễ ít nhất là 2 lá thư. Ngày xưa đâu có việc mà điện thoại nhắn tin đâu. Nhưng mà khoảng 4 ngày mà không nhận được lá thư, người đó bồn chồn lắm. Lần kia tôi nhận cái lá thư: anh ơi, em với anh chắc không có kết quả, thôi chia tay nhau đi. Anh chị em biết tôi đi ngoài đường mà người lẩn thẩn, tôi đi ra giữa đường hồi nào tôi không hay luôn. Tôi cứ nghĩ rằng cái chuyện này chỉ xảy ra cho con gái thôi chứ làm con trai làm gì có. Nhưng mà thật sự cái cú sốc đầu đời về tình cảm nó cũng kinh khủng lắm anh chị em. Thôi mình không đi xa nữa, mà trở lại rồi mình kết thúc. Đi xa quá. Dạ. Trước đây thì con tôi không có thích học đàn, không có thích tập hát. Muốn là tại vì cha mẹ muốn thôi. Nhưng bắt đầu con tôi bắt đầu tự đàn, tập đàn. Những cái gì hồi dạy trước đây là tự ôn lại, tự tập. Và xin được đàn thờ phượng Chúa. Thì cảm ơn Chúa. Bây giờ thì tôi đi dạy Kinh Thánh thì có 2 đứa con tôi có thể giúp đỡ cho tôi vấn đề đàn để thờ phượng Chúa. Dù các cháu đàn chưa có được giỏi như những anh chị em khác, nhưng mà đó là cái tâm tình phục vụ Chúa. Ở đây người đàn bà nói rằng không ai hết, không còn ai định tội hết. Anh chị em có muốn là không một ai, không còn một tiếng nói định tội nào xung quanh chúng ta không? Không một tiếng nói định tội nào trong hội thánh không? Vì Chúa Giêsu không cho phép sự định tội trong hội thánh. Amen. Vì hội thánh của Chúa là hội thánh của sự yêu thương, hội thánh của sự nâng đỡ. Người nào yếu chúng ta, cái người mạnh thì phải nâng đỡ, cái người nào còn yếu chúng ta phải trao dồi. Chúa trong hội thánh không có cái sự định tội hay là lên án bất cứ ai. Đừng nhìn vào quá khứ, hãy nhìn vào hiện tại, bởi vì hiện tại của cuộc đời của tôi và anh chị em có Chúa Giêsu làm chủ trong cuộc đời của mình rồi. Đừng định tội con của mình nữa, hãy khích lệ nó. Đừng định tội nhau, vì có thể người kia có thể phạm tội tà dâm, còn chúng ta thì không có phạm tà dâm đâu, chúng ta tham lam thôi. Đừng định tội vì có những người có họ có sự yếu đuối ở trong cuộc sống, nhưng thay vì đó chúng ta khích lệ để nâng đỡ, để đem người đó trở lại với Đấng Christ. Anh chị em nói với người bên cạnh sẽ không còn ai định tội anh chị em nữa. Và cũng nói gì? Đừng định tội người khác. Đừng định tội người khác. Amen. Amen chị em. Amen. Không ai hết. Không ai hết. Amen. Không định tội ở nhà, không định tội đến hội thánh định tội, không định tội trong cuộc sống của chúng ta. Tiếng nói định tội và chức vụ định tội đã biến mất rồi, không còn nữa. Ở trong Côn Tô thứ 2 đoạn 3 câu 8 cho đến câu 10 cho chúng ta biết tiếng nói định tội và chức vụ định tội đã biến mất, bởi vì chức vụ của sự công bình đã đến. Sau khi người đàn bà nói không ai định tội con hết, Chúa Giêsu nói sao? Ta cũng không định tội người. Ta cũng không định tội người. Vậy thì bây giờ anh chị em có thể tuyên bố sự tha thứ được không? Nếu chúng ta đã từng định tội nhau, hoặc là chúng ta định tội chính mình, thì chúng ta có quyền để công bố sự tha thứ. Chúa Giêsu không định tội anh chị em. Ngài là Đấng cứu chuộc, nhưng mà Chúa Giêsu sẽ trở lại để phán xét. Thì lúc đó Chúa Giêsu định tội trong ngày cuối cùng. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu không định tội chúng ta. Bao nhiêu người tin Chúa Giêsu không định tội mình? Vậy thì nếu Chúa Giêsu không định tội, tại sao chúng ta phải tự định tội mình ạ? Chúng ta cũng tuyên bố chúng ta không định tội chúng ta nữa. Nếu trong tiếng nói còn có tiếng nói nào
lên án định tội chị em, thì nói Chúa Giêsu đã tha thứ rồi. Và sự tha thứ đến thì sự chữa lành cũng đến nữa. Con đang bị bệnh đúng không? Và Chúa Giêsu ngài nói ta tha thứ cho con rồi. Và sự tha thứ đến thì sự chữa lành cũng đến. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Chúa chữa lành cho, Chúa đã tha thứ cho cô. Cô không phải là một người bị định tội nữa. Cô được tự do. Amen. Sự tự do ai cũng muốn cả. Và tự do trong Chúa Giêsu là tự do đến mức độ nào thưa anh chị em? Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu số 12. Đây là một loại tự do thật trong Đấng Christ. Xin chúng ta cùng đọc. Vậy chúng ta có sự trông cậy giường ấy nên được. Hình như cái bản dịch này nó sai. Tự do hay rất tự do? Cái bản của chị Thủy Tiên là tự do hay rất tự do? Rất tự do. Bản của thầy Tấn là tự do hay rất tự do? Rất tự do. Ô, tôi không tin nổi là trong Chúa Giêsu lại có sự rất tự do. Làm sao vậy có thể được? Chúa là thánh khiết mà làm sao có sự tự do? Muốn ăn gì, muốn làm gì, muốn sống kiểu nào à? Đây mà lại mới là lẽ thật anh chị em. Ân điển của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho anh chị em có một cái sức mạnh để chiến thắng tội lỗi và sự cám dỗ, chứ không phải là luật pháp. Trong sách Tít đoạn 2 câu 11, 12 nói là ân ấy dạy chúng ta chưa bỏ sự không tin kính. Như vậy trong Chúa Giêsu tôi không phải chỉ được tự do, mà là trong Chúa Giêsu tôi được. Tôi được. Lên lên à, tôi được. Amen. Và chính quyền năng của thập tự giá giúp anh chị em đắc thắng tội lỗi và sống một đời sống tốt đẹp, phước hạnh ở trước mặt Chúa. Chẳng những thế, Chúa Giêsu ngài mang thánh linh sự sống cho chúng ta để trợ giúp cho chúng ta. Tôi đang đi trong luật của thánh linh sự sống. Tôi không đi trong luật pháp của Môi-se nữa, mà tôi đi trong luật của thánh linh sự sống. Luật thánh linh sự sống đó là luật yêu thương. Luật thánh linh sự sống đó là luật của Đấng Christ. Và luật thánh linh sự sống cũng là luật của sự tự do. Bởi vì Roma đoạn 8 câu 2 nói thánh linh, luật của thánh linh sống sẽ giải phóng tôi, cái từ buông tha có nghĩa là giải phóng tôi ra khỏi luật của sự tội và luật của sự chết. Luật sự tội và sự chết đó là luật pháp được ban cho bởi Môi-se. Trở lại văn đoạn 8 câu cuối cùng, Chúa Giêsu nói ta cũng không định tội con, hãy đi mà, hãy đi mà, hãy đi mà đừng phạm tội nữa. Ôi nhìn chị em ơi, trong cái câu này tiếng Việt chúng ta dịch nó chưa nghe, nó không có đã bằng tiếng Anh. Có ai có bạn tiếng Anh ở đây không? Trong bản tiếng Anh nói gì? Go, no more. No more sins. Là gì? No more sins là gì? Phải không chị Thi Tinh? No more sins phải không ạ? Thế như dịch sát nghĩa nó là gì ạ? Sin no more. Hay là no more sin. Sin no more là gì ạ? Chị giúp cho tôi với. Đừng phạm tội nữa. À, sin no more. Ha, cái từ more là thêm. No là không. Sin là tội. À, tội, không có thêm vào. Hay là đừng phạm tội nữa. Nhưng cái câu này nó có một nghĩa như vậy. Như vậy rõ ràng là theo anh chị em thì người đàn bà này trong cuộc sống suốt đời bà có phạm tội nữa không? Có phạm lỗi không ạ? Có không ạ? Có. Có thể bà không phạm cái tội tà dâm này nữa, nhưng mà cái câu này á, nó có một nghĩa hay lắm anh chị em. Giống như là một cái điều mà Chúa tuyên bố đó. Tức là gì? Nó không được phép xâm lấn cái điều mà Chúa ngài đã làm rồi đó. Nó không được phép xâm lấn, nó không có quy quyền, nó không được chiếm hữu. Chúng ta có lỗi lầm đó, chúng ta còn phạm lỗi lầm, đôi khi lời nói, đôi khi suy nghĩ, nhưng mà nói gì, nó không có được thêm vô nữa. Tại vì tại nơi đây có một đấng
đã gắn và Ngài tuyên bố là gì? Ta không định tội con. Kể cả những anh chị em mới tin Chúa ngày hôm qua, thì Chúa nói ta cũng không định tội con. Nhưng điều đó Chúa Ngài muốn cho người đàn bà này, Ngài mở một cái lối đi mới cho người đàn bà này để bước theo Chúa, để bước theo lời Chúa. Chỉ có sống trong lời Chúa, sống trong luật của Thánh Linh sự sống, anh chị em mới có sức sống để chúng ta có thể khỏe mạnh và đắc thắng được tội lỗi và sự cám dỗ. Tự do thật trong Đấng Christ, đó là sự tự do mà chính Chúa, Ngài đã dùng chính huyết của Ngài thế vào, mang lấy, chịu cho tôi và chị em, để phóng thích tôi và chị em vào trong luật của Thánh Linh sự sống, để chúng ta bước đi, chúng ta có sức mạnh, và anh chị em bắt đầu trở thành những chứng nhân cho Chúa Giêsu. Người đàn bà bên giếng Si-kha, sau khi gặp gỡ Chúa xong, người đàn bà này bỏ cái vò nước lại đó, và người này đã trở về làng Samari của mình. Trước đây thì bà giấu, bà không dám xuất hiện, nhưng bây giờ bà nói ra. Nếu anh chị em đã từng có lỗi lầm, không còn xấu hổ nữa, bởi vì Chúa Giêsu tuyên bố gì? Ta không định tội con. Vậy thì chúng ta có thể dùng ngay chính cái lỗi lầm cũ của mình đó, và chúng ta nói cho thế giới biết rằng Chúa đã biến đổi cuộc đời của tôi. Đừng xấu hổ. Nếu chúng ta có bệnh tật mà Chúa đã giải phóng, chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng cứu rỗi cuộc đời của con. Amen chị em. Buổi sáng hôm nay tôi chia sẻ hơi dài một chút, nhưng tôi muốn bà chị em nắm được lẽ thật của Chúa ở đây, để tôn bà chị em khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời hãy nhớ rằng chúng ta được tự do trong Đấng Christ, và chúng ta trong cuộc sống chúng ta cũng là một đời sống tự do thật. Amen. Để không còn có sự định tội hay là sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn tất cả các bà chị em đã lắng nghe. Một lần nữa xin mời bà chị em đứng lên.